thấu chi lương online, vay nhanh trực tuyến bằng tài khoản lương. Đơn giản, nhanh chóng, tiện lợi, mọi lúc mọi nơi với lãi suất cho vay cực kỳ ưu đãi trên Vietinbank iPay Mobile. Bước 1. Đăng nhập tài khoản trên Vietinbank iPay Mobile. Bước 2. Quý khách thuộc danh sách khách hàng được Vietinbank chọn lọc và gửi tin nhắn OTT mời vay có thể bắt đầu thực hiện vay thấu chi lương online theo một trong các cách sau. 1. Chọn tính năng dịch vụ vay. 2. Chọn vay ngay trên tin nhắn OTT mời vay. 3. Chọn vay ngay trên banner mời vay. 4. Chọn vay ngay trên màn hình danh sách tài khoản. Bước 3. Tìm hiểu tiện ích và điều kiện của sản phẩm. Chọn tiếp tục sau khi đã đọc và đồng ý với quy định của sản phẩm. Bước 4. Thực hiện xác thực khuôn mặt. Chụp ảnh hai mặt của chứng minh nhân dân, căn cước công dân nếu chưa có thông tin sinh trắc học. Đăng ký nhận diện khuôn mặt. Chọn tiếp tục để xác nhận đăng ký khuôn mặt. Nhập mã OTP để xác thực đăng ký thông tin sinh trắc học. Bước 5. Nhập các thông tin đề nghị vay thấu chi không tài sản bảo đảm, tài khoản được cấp thấu chi, số tiền vay, thời hạn vay và các thông tin khác. Nhập các thông tin cá nhân, địa chỉ thường trú, tỉnh, thành phố, quận huyện và các thông tin còn lại. Chọn tiếp tục để đến với bước tiếp theo. Bước 6. Thẩm định thành công và thông báo kết quả cho vay. Chọn xem hợp đồng vay vốn. Bước 7. Sau khi đọc và đồng ý với các điều khoản của hợp đồng, chọn xác nhận vay, nhập mã OTP, xác nhận giao dịch. Bước 8. Yêu cầu vay thành công, nhận thông báo xác nhận qua OTT hoặc email. Thấu chi lương online, vay nhanh trực tuyến bằng tài khoản lương, mọi lúc, mọi nơi, ngay trên Vietinbank iPay Mobile.